Chào các bạn, tiểu sử ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Phùng Ngọc Huy sinh vào ngày 8 tháng 2 năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được khán giả biết đến với vai trò là diễn viên thành công sau vai cuốc trong bộ phim Cổng Mặt Trời và giành giải Mai Vàng năm 2010. Ngoài ra, anh tham gia vào các bộ phim khác như Chạm vào quá khứ, Mua láng giềng gần, Tay chơi miệt vườn. Sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, từng theo ngành y nhưng bỏ dở để theo đuổi sự nghiệp ca hát bằng việc đầu tiên là đi hát đám cưới. Năm 2008, Phùng Ngọc Huy tham gia vào công ty với Đan Trường nhưng không thành công và khá lận đận. Một năm sau, khi chấm dứt hợp đồng, khi cánh cửa nghệ thuật đang dần khép lại, thì anh bén duyên với sự nghiệp diễn bằng vai phán củi trong bộ phim Nữ Sinh. Không lâu sau đó, anh được mời tham gia bộ phim Cổng Mặt Trời và giành giải Mai Vàng năm 2010 với vai cuốc đóng chung với diễn viên Lê Bê La. Năm 2011, album Chạy Trốn Tình Yêu được phát hành. Album là tất cả sự cố gắng mà Phùng Ngọc Huy dành cho tình yêu âm nhạc luôn cháy âm ỉ trong anh suốt 3 năm dài vừa qua. Album nhẹ nhàng, giai điệu dễ đi vào lòng người và ca từ có sự lựa chọn như một món quà ý nghĩa dành cho những đam mê và khán giả yêu mến Phùng Ngọc Huy trên con đường ca hát mà anh đang đi. Album tặng kèm 4 MV với sự góp mặt của cô bạn diễn vô cùng quen thuộc là Lê Bê La. Các album của Phùng Ngọc Huy: Nàng Tiên Mùa Xuân, 9 Tháng Cưu Mang, Người Đứng Sau Hạnh Phúc, Không Suy Nghĩ, Song Huy, album Chạy Trốn Tình Yêu. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.